Dạ em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Và bây giờ là chiều ngày 22 tháng 8 2019 rồi các bác. Thì phía trước các bác cùng với mọi người đây là hôm nay em có về được một ít các loại lan rừng. Thì vẫn như mọi khi là sau khi mà em đi thu gom lại của bà con đi rừng về là em đã phân ra thành từng loại và từng phần một cho các bác cùng với mọi người có nhu cầu sưu tầm về những dòng lan rừng cho hoa là cực kỳ là đẹp và cực kỳ là thơm và cũng là thuộc là dòng quý hiếm đấy. Thì là các bác và mọi người thì liên hệ đến số điện thoại của em để trên tiêu đề rồi là đặt cho mình những loại lan mà mình ưa thích và muốn sưu tầm nhá. Đấy thì như các bác cùng với mọi người đây đang thấy là những phần lan mà em đã chia đều sẵn, và hôm nay là em gồm có là loại thứ nhất đó là lan đuôi cáo, loại thứ hai là lan nghinh xuân hay là còn gọi là ngọc điểm, thứ ba là lan hoàng thảo vạch đỏ, một loại lan là quý hiếm và đã được ghi vào trong sách đỏ của Việt Nam mình, và loại thứ tư đó là lan hoàng thảo u lồi hay là còn gọi là lan ngũ tinh, hoàng thảo ngũ tinh các bác. Đấy, nó tựa na ná như hoàng thảo trúc Phật Bà nhưng mà thân của nó thì nó không được phình ra như kiểu của trúc Phật Bà, nhưng mà hoa là cho hoa cũng rất chi là đẹp và cho vào đúng dịp Tết luôn. Đấy, cuối đông và sang đầu mùa xuân. Thì hoa của nó thì là nó gồm có 4 màu. Đấy. Trong thì là ở ngoài cánh của nó là phớt tím và cánh trắng. Đấy. Trong họng thì họng vàng nha các bác. Họng vàng và hai cái mắt của nó là mắt đen. Đấy. Các bác và mọi người mà chưa biết về cái lan hoàng thảo u lồi thì là có thể là search Google rồi là xem hình ảnh về mặt hoa của nó nha. Và bây giờ em xin phép và giới thiệu từng phần lan một và từng loại một và báo giá luôn cho các bác và mọi người có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ đến số điện thoại của em. Và thì hôm nay này là em cũng có ít thôi. Đấy, trời mưa gió quá các bác, cho nên là người dân họ cũng không đi rừng để lấy lan nhiều được. Thì đầu tiên hôm nay em có này. Thì đây là một phần lan đuôi cáo. Đuôi cáo này là đuôi cáo bóc rừng con tum luôn nha các bác. Đấy. Và một phần như thế này là em đã đếm số cây rồi. Nó khoảng tầm được là 25 26 cây rồi các bác. Và nó có cây lớn và cây nhỏ. Thì loại này là loại bóc rừng con tum cho nên là cây nó đang còn rất chi là nhỏ và cho các bác và mọi người làm giống rồi. Đấy. Đây. Và một phần lan đuôi cáo như thế này có giá là 300 nghìn nha các bác, cho các bác và mọi người làm giống. Đấy. Đây, có cả cây lớn và cây nhỏ. Đấy. Thì loại này loại dễ gió, về các bác trồng vào trong chậu thì là có than thôi, than và ít xơ dừa. Đấy. Thì loại này là rất chi là dễ trồng rồi, không cần phải cầu kỳ lắm đâu. Đấy. Đấy, một phần rất chia nhiều nhưng mà các bác về tha hồ ghép 25 cây cơ mà, 25 30 cây ấy. Đấy, có cả cây lớn. Đấy. Và đây là một phần lan đuôi cáo có giá là 300 nghìn nha các bác, cho 25 đến 30 cây. Đấy, và tiếp theo là em sang lan nghinh xuân hay còn gọi là ngọc điểm. Thì hôm nay em có một phần lan nghinh xuân ngọc điểm rừng con tum. Thì ở đây là một phần và một phần lan nghinh xuân ngọc điểm như thế này sẽ có giá là 300 rưỡi, và trong đó là nó có là một cây này, hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 11 cây, được đúng có một cây to thôi các bạn. Còn lại là các cây nhỏ và cây trung bình, cây nhỏ này. Đấy, thì loại này nó cũng cho hoa vào dịp Tết luôn nha các bác. Đấy. Thì loại này thì cũng như tương tự là lan đuôi cáo, các bác về trồng trong chậu hoặc là ghép lên các khúc gỗ lũa cũng được, tùy theo sở thích. Thì trong chậu thì mình có than và xơ dừa là cái loại này là sống vô tư rồi.
đấy, và nó cũng có thể là cho hoa là trong dịp Tết này luôn, là những cây lớn như thế này. Đấy. Thì một phần lan ngọc điểm Nghinh Xuân hay còn gọi là ngọc điểm như thế này, có giá là 350 cho 11 cây nhé các bạn. Đó. Và tiếp theo em là sang loại thứ ba, đó là lan hoàng thảo vạch đỏ. Thì lan hoàng thảo vạch đỏ là một loại lan quý hiếm và một loại mà cho hoa nó rất chia đẹp luôn các bác, và sai hoa. Đấy. Đấy. Đây, đây là hoa của nó khi mới ra là nó màu trắng này. Họng họng thì nó có các vạch gân đỏ nổi lên rất chia đẹp luôn các bác. Và khi mà sau khi là chuẩn bị là sắp tàn thì nó chuyển sang màu ngà ngà vàng dần này. Đấy. Một loại mà cho hoa rất chia đẹp. Và loại lan hoàng thảo vạch đỏ này thì là em có là 4 phần. 4 phần. Thì có 3 phần rời và một phần nguyên bản. Phần nguyên bản thì là có 5 cục. Đây, 5 cục, 5 cục cho một phần lan hoàng thảo nguyên bản. 1 2 3 4 mầm tơ đang lên này các bác. Và 5 cục. Đấy, 5 cục hoàng thảo nguyên bản vạch đỏ này sẽ có giá là 350 nhé các bác. Đấy, một phần nguyên bản hoàng thảo vạch đỏ nguyên bản sẽ có giá là 350, và phần rời thì là có giá là 300. Đây. Thì đây là một phần rời của lan hoàng thảo vạch đỏ nguyên bản, thì nó khoảng tầm được là 7 đến 8 rề. Đấy, có cả rề lớn. Đây, các bác nhìn đang còn nằm trong hốc cây đây. Một cái rề rất chi là lớn. Đấy. Và các rề trung bình thì đây là một phần lan hoàng thảo vạch đỏ loại rời nhé các bác. Đấy, 7 đến 8 rề và nó có giá là 300 nghìn cho một phần. Thì em có 3 phần thôi. Đấy, 3 phần lan hoàng thảo vạch đỏ loại rời. Mỗi một phần là 300. Và loại thứ tư, loại cuối cùng đó là lan hoàng thảo u lồi. Một loại lan mà cho hoa quá là đẹp. Đấy. Thì đây là những rề hoàng thảo u lồi nhé các bác. Nó cực kỳ là dài luôn. Đấy. Thì các bác nhìn nó mẫu mã thì là nó không được đẹp, nhưng mà thực chất là đây là những cái mầm tơ của nó, thì lá nó đang bị xuống dần rồi các bác. Và những thân mầm tơ dài như thế này là có thể 100% là cho hoa vào dịp Tết này luôn. Đấy, các bác nhìn xem. Thì cái bề rộng cấy sàn của em này là nó dài 1,5 m, mà các bác nhìn cái thân của rề hoàng thảo u lồi này đi, và nó lên đến kia là khoảng tầm là 1,2 m rồi, 1,2 m một rề đây. Thì có rề là khoảng tầm là trung bình là khoảng tầm 50 cm nhé các bác. Đấy, con rề thì nó thân bầm tơ của nó dài được khoảng tầm 50 cm. Đấy. Thì một phần lan hoàng thảo u lồi đấy, có giá là 300 nghìn cho một phần, là nó có được 3 rề này các bác. Một rề này. Dài quá các bác, dài quá cũng khó. Một rề này. Hai rề này. Ba rề đấy, ba rề hoàng thảo u lồi đấy, ba thân mầm tơ mà cực kỳ là dài rồi các bác. Thì mùa hoa năm nay là Tết là phải gọi là cực kỳ là sai đấy, thân nó không được phình ra giống như trúc Phật Bà này đó. Thì loại này về các bác ghép thì là trồng vào trong chậu tốt hơn là ghép ở gỗ nha. Thì loại này nó ưa ẩm, thì trong chậu các bác có dùng bỏ thông rồi than cũng được đấy, dớn vụn các thứ đấy để giữ độ ẩm cho cái loại này. Và đây là ba rề lan hoàng thảo u lồi đấy, thì em đã chia ra thành từng phần một rồi. Và ở đây thì em có 4 phần đấy, 4 phần, 4 phần lan hoàng thảo u lồi, mỗi một phần là 300 nghìn nha các bác. Đấy, thân mầm nó không được phình và có hiện đốt như kiểu trúc Phật Bà đấy, thân mầm rất chiêm mập và đẹp này. Đấy. Thì đây em có 4 phần lan hoàng thảo u lồi, mỗi một phần là 300 nghìn cho các bác và mọi người có nhu cầu sưu tầm. Đấy, thân mầm cực kỳ là dài luôn. Cái này các bác về trồng chậu phải giữ dây lại nha, chứ không là gãy thân mầm đó. Đấy, gãy thân mầm tơ này là phí lắm. Đấy. Và bây giờ em xin tổng kết lại một xíu về tất cả các loại của em vào chiều ngày 22 tháng 8 hôm nay nha. Thì đầu tiên em có là một phần lan đuôi cáo và một phần là như thế này, sẽ có giá là 300 nghìn cho 25 đến 30 cây. Và một phần lan nghinh xuân 25
hay còn gọi là ngọc điếm, thì có giá là 350 cho 11 cây, và một phần lan hoàng tháo vạch đỏ nguyên bản có giá là 350 cho 5 cục, và một phần lan hoàng tháo vạch đỏ loại rời đấy, sẽ có giá là 300.000 cho đến 7-8 dề đấy, có cả dề lớn và dề nhỏ đấy. Và cuối cùng đó là lan hoàng tháo u lồi, thì hoàng tháo u lồi thì là em có 4 phần, và mỗi một phần là 300.000 cho là 3 dề cực kỳ là lớn và dài rồi nha các bác đấy. Và bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác cùng với mọi người. Hẹn các bác và mọi người vào các phiên lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.